Xin chào tất cả các bác, không phải để các bác phải đợi chờ lâu. Đối với Thúy Huyền sẽ giới thiệu luôn cái em nồi cơm này. Nồi cơm 0,54 lít đến từ thương hiệu Vua Đầu Bếp, có cao tần áp suất. Đó, và giá chỉ với là 1 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé. Em này thì sản xuất đời khá là cao, đời 2018 cho các bác luôn. Là một cái em nồi cơm nguyên bản với mã NP cái ngang RK05. Còn pin hiển thị tất các chế độ nấu. Chúng ta thấy rằng có cả chế độ nấu gạo lứt này, nấu cháo, nấu siêu gọn, đúng không ạ? Bên ngoài thì đặc điểm của nồi cơm của đồ nhà Thanh Huyền thì đều đã được dán dịch tiếng Việt hết cho các bác ở ngoài các đút, cũng như là chúng ta sẽ được đi kèm một cái bản dịch tiếng Việt cho các bác các chế độ bên trong nhá. Răng thì rất là xanh, rất là sáng luôn. Răng xanh sáng ở bên trong này. Đó, một bi này. Răng đây, cực kỳ sáng cho các bác. Một cái nồi cơm đời cao. Xong rồi đây, không có bong chảy các bác nhé, nó chỉ kia là cái vết muôi cơm vào thôi, không có bị chảy hẳn lên cái gì thành tạo thành vẻ vết hay thành lỗ gì cho các bác nhìn thấy rất là cụ thể. Bên trong đây giá chỉ với 1.200.000 đồng, và chúng ta sẽ test luôn áp của nồi này luôn. Các bác nghe thấy tiếng ọc ọc ạ, đó, hơi nước thoát lên này ở cái lỗ thoát hơi, còn bên trái nồi rất là mát luôn, sờ bằng tay luôn các bác nhé, các bác hoàn toàn yên tâm. Em này là một cái em nồi cơm áp suất cao tần áp suất 0,54 lít đến từ thương hiệu Vua Đầu Bếp, áp cực kỳ là kín, đời sản xuất cực kỳ cao, giá chỉ với là 1.200.000 đồng. Luôn luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Ngoài mẫu này ra, đồ nhà Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu nồi cơm 0,54 lít nữa, cũng như là từ 1 lít và đến 1,8 lít. Mời các bác liên hệ qua số điện thoại góc phải màn hình để chúng ta có thể được tư vấn chi tiết từng mẫu luôn. Và bác đã ưng ý này rồi thì hãy bốc máy lên gọi ngay cho đồ nhà Thanh Huyền theo số ở góc phải màn hình nha các bác nhé. Và video xin phép được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo đồ nhà Thanh Huyền.